断了这情分，除非把真心放在一旁，今生随缘聚散，无怨无悔有几人。Yeah.
痴人万千，白首同卷是难得见，人面桃花是谁在扮演。时过境迁，故人难见，旧日黄昏映照新年，相思之苦谁又甘之言。梨花香却让人心感伤，愁断肠，千杯酒解思量，莫相忘就是人心模样，似往昔今天故人难见，旧日黄昏映照新颜，相思之苦谁又甘之言。为今生世间世界无常，笑从xin chào tất cả các bác yêu audio. Các bác vừa nghe cái âm thanh phát ra từ một đôi loa, không biết là nó có được quy vào cái dòng quý hiếm hay không, nhưng mà nó cực kỳ khó kiếm và các bác như vậy. Đó là đôi loa rất nổi tiếng đến từ Anh Quốc, đó nó có thương hiệu là Richard England. Hệ thống phối ghép ngày hôm nay thì sẽ chơi với đầu PlayStation đi qua một con dè Torrent, và chúng ta đánh với bộ Mono Block Otis. Thật sự con dè Torrent này, nó khi nó kết hợp với cả con Otis này thì nó quá là ăn khớp luôn, và nó hỗ trợ cho nhau. Cảm giác nó như nào nhỉ? Nó khớp đến mức độ như kiểu mọi người hay nói, như kiểu khớp như kiểu cậu với mợ. Thật sự là nó rất là hay. Và có bác như vậy. Đôi loa Richard England này thì các bác cũng biết quá nhiều về thương hiệu Richard England đúng không? Gần như là trên thị trường giờ những cái loa Richard England nó đã rất là khó kiếm rồi, mà em lại vớ được một con nó được thiết kế 3 đường tiếng với thùng của nó khá là lớn nhá. Tí nữa em sẽ kể cái độ óc bã đậu của cái thằng Tây cho các bác nghe sau. Thế nhưng mà trước mắt các bạn nhìn này, đôi loa còn rất là đẹp, thùng zin nguyên của hãng nhá. Rất là đẹp, mặt trước của nó có một cái lớp mút đến cái lỗ thông hơi. Con chép của nó được thiết kế chắc là bao nhiêu, 10 hoặc 12cm gì đấy. Mà cái vành của cái chép của cái thùng này thì, ôi cái thùng nó làm dày lắm nhé. Wow, bây giờ mới để ý cái thùng dày khiếp. Nó thiết kế hơi doe doe một tí nhiều kèm. Rồi, đến một con chung. Con chung thì nó được thiết kế là 20cm, màng giấy và gân vải tẩm dầu. Đó là truyền thống của dòng Richard rồi. Rồi, con bát chính đó nó được thiết kế nó được 30cm. Thì nó cũng được thiết kế màng giấy và vàng giấy và vân gân vải tẩm dầu. Nó nhiều xếp hơn cái con mít này. Rất là khủng khiếp đúng không?
còn bát 30 và con chung nó to đến mức độ 20. Và con check em nghĩ cái tầm cỡ này chắc nó phải tầm 10 hoặc 12 cm chứ không phải là nhỏ nhỏ đâu. Khá là to, thùng nó khá là cao to đấy. Bề nặng lắm. Vận chuyển nó về cũng là phê pha rồi. À, còn bên này thì bên kia nó không có e căng. Và bên này nó có e căng và nó có cái tem của nó đây. Đấy, có qua như vậy, con bát nằm đây, con check nằm đây và con con chung nằm đây. Và con cuối cùng dưới này là con bát nằm đây. Còn bên này là cái thằng ấy nó bán thì nó lấy dao nó rạch hết toàn bộ cái mặt e căng, vì e căng nó đóng liền. Nó rạch hết cái phần này ra. Rạch hết cái phần này ra để cho người ta xem cái loa này. Xong rồi là nó cũng trả gói lại cho mình cái e căng nữa. Nó vứt đi luôn, đi đâu rồi. Đúng là thằng này óc nó uyên bác thế chị. Đấy, có bác như vậy. Đôi loa như vậy, đôi loa này ở tại thời điểm này giá khá là mặn mà các bác nhé. Tí phần giá thì em sẽ để trên phần tiêu đề để cho các bác tiện liên hệ. Thế nhưng hệ thống phối ghép ngày hôm nay chưa biết là đã phát huy hết cái khả năng của đôi Jig Jazz England này chưa. Nhưng mà em nghe khá là ổn, khá là ok. Tiếng check của nó rất là bay, tiếng chung cực kỳ lớn và nói chung nó thoát, tiếng chung nó thoát, nó rộng. Và tiếng trầm cực kỳ là hoành tráng các bác nhé. Tiếng trầm của nó cực đã. Nó cảm giác nó tiếng trầm nó rất là lan tỏa, rất là to. Và rất là lan tỏa, không có cái cảm giác là cái tiếng trống nó đập thẳng vào tai, đập thẳng vào mặt. Nghe rất là thích, rất là đã. Phối ghép cùng với cả bộ Otis và con dề Thorian đây thì không biết là đã phát huy hết chưa. Khả năng là sẽ tìm kiếm thêm các thiết bị khác xem có phát huy mạnh hơn con bộ này không. Nhưng đến thời điểm này thì khi nắp vào thì nghe rất là ok. Và có bác như vậy. Rồi, video ngày hôm nay hơi dài một chút. Nhưng mà thôi, chả biết nói gì nữa. Thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video tiếp theo.